Alo, xin chào các bạn thân mến. Tôi có một cái file Word biên bản làm việc như trên màn hình, trên giao diện Word 2007. Đôi khi chúng ta làm việc với Word mà muốn thu nhỏ hai trang về một trang như cái bài tập ở trên hiện trên màn hình này của tôi đang ở hiển thị hai trang và muốn thu nó về một trang để một cách gọn gàng. Hoặc có những trường hợp mà chúng ta chỉ đơn giản mục đích nó là để tiết kiệm giấy, thu gọn một cách tối đa cái trang Word của chúng ta để tránh lãng phí. Trường hợp có hai trang không đáng kể, nhưng khi có nhiều trang nó là cả một vấn đề. Hoặc là đơn giản mà chúng ta khi có các biên bản mà muốn đẩy cái phần chữ ký là ngay phía bên trên của trang giấy chứ không phải mặt sau của trang giấy, trong trường hợp chúng ta in hai mặt thì chúng ta cũng cần phải thu gọn cái trang Word lại. Trong trường bài ngày hôm nay, tất cả những mục đích vừa vậy sẽ được giải quyết trong cái bài hôm nay, là thu gọn tối đa một cái trang Word. Để thu gọn một cách tối đa, tôi sẽ làm như sau. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Tôi sẽ làm nhanh các bước. Đầu tiên, tôi sẽ zoom lên chế độ 100%. Đây. Để thu gọn tối đa, đầu tiên là chúng tôi sẽ thu gọn nó là về cái phông chữ, cỡ chữ phông chữ một cách nhỏ nhất mà tối đa nhất, nó là cỡ chữ 12. Times New Roman cỡ chữ 13 và thông thường cỡ chữ 14 là chúng ta hay sử dụng. Và khi để về cỡ chữ 12, nó là cỡ chữ mà chúng ta là tối đa rồi. Đọc vẫn dễ nhìn, dễ đọc. Chúng ta để cỡ chữ 12. Các bạn thấy là văn bản chúng ta đã thu về một cái nó gọn đi một tí rồi đấy. Nó là cả tổng một có công việc. Tiếp theo là tất cả những cái phần, nó là phần tiêu đề biên bản làm việc. Tôi sẽ đẩy nó trở về cái kích thước lớn hơn, nó là 16 là 1. Tất cả những phần chữ in hoa khác còn lại chúng ta sẽ giảm cấp độ nó xuống 11. Đại diện công ty Thịnh Phát chúng ta về 11. Tiếp theo, phần số thứ tự mã chạm, độ dày tôn chúng ta để 11. Phần phần chữ ký nó đại diện Viettel Hà Nội này. Giám sát này, chúng ta để 11. Đây, tương tự. Cái phần mà ký ghi rõ họ tên đóng dấu thì chúng ta sẽ giảm nó là hai đơn vị xuống còn 10 mà thôi. Chúng ta để nó xuống còn 10. Ok. Bước tiếp theo. Rồi 100% này. Tiếp theo, tôi xếp lại. Tiếp theo là đó là thu gọn một cách tối đa của một đoạn, khoảng cách giữa các đoạn và các dòng trong một đoạn. Ví dụ như đây, tôi có cái đoạn nó là từ căn cứ xuống cái các trạm container, cách phía trên bao nhiêu và cách phía dưới bao nhiêu một cách tối đa và dẫn dễ nhìn. Và các dòng trong một cái đoạn này cũng thu gọn một cách tối đa. Tôi sẽ làm lần lượt từ trên xuống dưới. Đối với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi tích con trỏ vào và tôi có phím tắt Alt và cộng với phím 3 mở paragraph. Tôi sẽ chọn nó là lăn với cái phần nó là fly special này. Thì hôm nay exactly và tôi chọn nó là 13. Ok. Phần độc lập tự do, phần dòng tiếp theo tôi chỉ cần format pen xuống. Đấy. Đến phần biên bản làm việc cỡ chữ 16 thì chúng ta mở page setup, mở paragraph tiếp Alt3. Và chúng ta chọn nó là fly lăn đi. Special này, về lăn này. Exactly, chúng ta để 16 pt. Đơn giản vì cỡ chữ của nó là 16. Cách đoạn phía trên là 6 và cách đoạn phía dưới là 3. Cái trường hợp này chúng ta để thế là cơ bản, không ảnh hưởng gì. Tiếp theo, đoạn nó là hôm nay Alt3, mở paragraph fly giữ nguyên 1,3 cm. Phần nightspin này, để exactly, chúng ta để 13. Ất là 13. Đại diện Viettel Alt3 paragraph. Cách đoạn phía trên chúng ta để 2 và chúng ta exactly phần livestream này để 13. Tương tự đối với phần nó là dòng ông chấm 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 Alt paragraph. Chúng ta exactly. Tôi làm nhanh đến cái chữ 13. Full line vẫn để nguyên. Đối với phần ông này chúng ta mở lên này, cái phần phía cách phía trên chúng ta để 2 pt, chúng ta quên chưa để này,
Ok. Tương tự, phần ông của Vũ Thế Phương, phần Nguyễn Văn Sơn, các dòng chúng ta chỉ cần format bên mà thôi. Đó. Đại diện công ty Thạnh Phát, tôi format bên của đại diện Viettel Hà Nội. Ông Tô Quang Thạnh này, lấy ông trên, Vũ Thế Phương này xuống. Cái phần chức vụ này chúng ta backspace backspace một cái để trở về cái vị trí này. Ok. Đến phần đoạn nó là căn cứ hợp đồng này, ALT3 mở paragraph lên. Cách đoạn phía trên speed 4 chúng ta chọn 2 PT. Và line spin exactly chúng ta để 13. Các bạn thấy không? Nó đã thu gọn một cách trông đẹp tương đối. Phần căn cứ này format pane là được. Đấy. Phần chúng ta cần phải thao tác lại paragraph lại, đó là chọn phần after để tiếp là 2. Để cách đoạn phía dưới ra một cái khe nhỏ dễ nhìn. Các bạn thấy thay đổi rồi chưa? Đến sang phần đoạn là các bạn lưu một tí, chúng ta cần phải chọn đến cái phần bảng này. Chúng ta chọn vào cái phần chữ thập này. Đấy. Chọn tất. Và chúng ta mở paragraph, đó là page layout à home, mở paragraph đây. Hoặc phím tắt của tôi nó là ALT3, mở paragraph lên. Tất cả các phần chúng ta chú ý để 0, 0, 0, lăn. Và chỗ này để exactly, để cỡ chữ, để at nó là 13 PT. Ok, các bạn thấy nó thu nhỏ một cách đáng kể. Tuy nhiên chúng ta để kỹ mà này, thu gọn các dòng này vẫn còn một cái khe hở từ đây đến phía trên một đoạn nữa. Làm nào để thu gọn nữa, trong khi các bạn thường hay là co kéo này cũng không thể nhỏ nữa. Đây tôi dê chuột kéo nhưng nó không có tác dụng. Vậy để thu nhỏ tiếp, chúng ta làm như sau. Đây, tích vào chữ thập tiếp tục và chuột phải ngay lập tức. Chúng ta table property, chúng ta mở option lên. Cái phần default cell margin này, chúng ta giảm cái phần top này về 0 và nhấn ok. Lập tức nó có sự thay đổi, đó là các khe đã đều. Đến phần kết quả đo thực tế bằng thước ban đo này, chúng tôi này lấy cái đoạn này format pen xuống. Phần biên bản chúng ta format cái phần căn cứ này. Tương tự kết luận này. Cái này chúng ta đặt con trỏ và tab hai cái để được như ban đầu. Nhấn save để new lại. Sang phần đại diện Viettel Hà Nội, chúng ta cách đoạn trên nó là 6 PT. Để cho dễ nhìn. ALT3 paragraph exactly. Chúng ta vẫn chọn 13. Và phần before chúng ta chọn nó là 6 PT. Ok. Đã cách ra rồi đấy. Đến phần dòng tiếp thủ trưởng này thì chúng ta không cần cách phía trên, before để nguyên bằng 0. Phần này chúng ta exactly, chúng ta để 13. Ok. Sang phần ký họ đóng dấu họ tên này, chúng ta lưu ý này, ALT3. Thì trường hợp này tất cả với vấn về 0 exactly, nhưng chúng ta chỉ để chỗ này nó là 10. Ok. Chúng ta tăng lên 11 một tẹo. Đấy. Để 10, 11 là được. Chúng ta cách cái cho nó tương đối. Đấy. Rồi. Phần đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thạnh Phát này, chúng nó cũng giống thì chúng ta paragraph tiếp. Phần before 0, chúng ta exactly. 12, chúng ta để chỗ này là 13. Phần này tôi sẽ để nó là 60. Ok. Chúng ta tiếp tục này, vì nó nhảy xuống dưới này, vì đơn giản trong này chúng ta có các đoạn, nó là enter khi xuống dòng. Chúng ta xuất hiện cái chữ pi này, số lên, tôi sẽ xóa 3 chữ pi này đi. Đấy. Đưa con trỏ vào trước chữ pi và nhấn đen. Nó đã xóa được rồi. Thì để ý kỹ, chúng ta còn tắt nó đi này. Để khoảng cách before của cái công ty trách nhiệm Thạnh Phát này, ALT3, để 60 là chúng ta ký vẫn tạm được. Trường hợp này nó hơi khem đối với những người ký nhiều, nhưng cũng không sao, chữ ký chúng ta có thể to nhỏ, viết tay mà. Phần đại diện công ty Thạnh Phát này, ok, phần giám đốc, ALT3, chúng ta để exactly về 13. Hoặc là chúng ta có thể format pen từ thằng thủ trưởng, từ phần thủ trưởng này xuống phần giám đốc này. Ok. Phần ghi chú này,
Đúng không ạ, format pane không cần phải mở nó ra nữa. Và chúng ta cách để nó đưa nó vào vị trí đã. Đấy. Đưa đúng vào vị trí, ok. Về cơ bản thì chúng ta tương đối nhìn rồi. Nhưng chúng ta có một cái bước là bước thứ tư. Đó là phần chỉnh sửa tối đa phần margin, canh nền trái, canh nền phải, top và bottom một cách tối đa. Chúng ta mở PSAP lên, ALT2 mở PSAP. Phần top chúng ta để nó là 0,7. Đây là cái phần giá trị mà tôi đã được tham khảo và qua tìm hiểu và vẫn áp dụng. Ok, tất cả rất tốt. Phần right để 1,5. Phần left chúng ta để nó là 2,5 đến 2,7. Tôi để 2,7, chúng ta nhấn ok. Bạn đã thấy thu nhỏ đi một tí nữa rồi. Và về cơ bản là chúng ta đã có được. Các bạn nhìn này, phần thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu này, khe này, với khe từ này xuống canh nề của cái đáy trang giấy vẫn còn hơn, chúng ta phải tăng lên 12pt nữa. Đưa con trỏ vào đại diện công tĩnh phát này, ALT3. Chúng ta tăng lên 12, nó là lên 72. Và nhấn ok. Tương đối đều rồi, chúng ta nhấn Ctrl S để save. Vậy, từ một cái văn bản ban đầu từ hai trang, tôi đã thu về một trang. Và chúng ta view lên ALT1. Và chúng ta thấy về cách thức trình bày, nó là đoạn giai đoạn và trong đoạn cách dòng. Một cách là vẫn hiển thị một cách mạch lạc, ngay ngắn và đạt yêu cầu, không có chỗ nào quá xít, không có khe hở nào quá rộng. Và đây chính là thu gọn một trang Word một cách tối đa. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.